Cầu nét được ném sang rất sớm từ vị trí của Cú Sang, cực kỳ nhiều nét bắn từ bên phải, có hai đầu luôn. Bắn quá đi từ vị trí Xí Kẹo. Quá ghê. Xí Kẹo đang có phong độ như trên mây vậy. Nét ném rất nhiều. Nét trúng từ Xí Kẹo, Xí Kẹo đang như lên đồng vậy. Ai nhập cũng biết. Bắn tốt quá đi. Trời, ông Cú Lý ông vừa ném tự bông kẹo luôn ạ. Công lên. Khó cho bên phía team Cú Lý rồi, bảo anh nằm xuống với chiến thắng rất sớm. Cực kỳ nhanh nhẹn từ vị trí của Xí Kẹo team. Vâng, chào mừng các bạn quay trở lại với Free Fire Tournament của VR Studio. Và lần này thì chúng ta quay trở lại chuẩn bị đến với trận đấu giữa Trẻ Ngày Gaming và SK Team. Ngày hôm qua chúng ta chợt nhận ra rằng tập trung quá nhiều vào bảng B và quên mất bảng A, rằng cũng có những creator rất là tuyệt vời như là Hùng, như là Kelly, như là những team vừa rồi thì thi đấu với Gao, vừa chuẩn bị với Sĩ Kẹo nữa và rất nhiều các team khác nữa, cho nên chúng ta sẽ tập trung hơn vào trận đấu này. Và đây là một trận đấu cũng khá là duyên nợ của Kelly và Sĩ Kẹo. Một trận đấu mà tôi cũng đang rất tò mò cái kết quả của nó. Và let's go, bắt đầu thôi, để các bạn không chờ lâu nữa. Đừng có viên đầu tiên từ Akuli vào rồi. Bắn viên đầu tiên vào đầu luôn mới ghê chứ. Team của Trẻ Ngày Gaming quay trở lại trận đấu thì vừa mất một người, đó là Conan, một thành viên còn cứng cựa thì vừa nằm xuống xong. Bảo anh đang hơi tách đoàn, tôi đang hơi lo về điều này dành cho team của Trẻ Ngày Gaming. SC lấy được một mạng nhưng chơi cũng khá là chắc kèo. Họ không vội vàng trong những quyết định của bản thân. Được pha bắn nhá của Cú Sang để đảm bảo rằng có sự xuất hiện của địch, nhưng hình như không có. Họ đang chia người ra mà thôi. Tôi đang thấy được là bảo anh hình như đã thấy được đầu của đối phương, cũng đã thấy được sự xuất hiện của vị trí Cú Lì ở đây rồi. Các bạn có thể thấy rằng lúc này thì vòng bo bắt đầu bo, mặc dù là tranh một người nhưng rõ ràng động thái từ Sĩ Kẹo là rất tôn trọng đối thủ. Bắn rất chắc. Họ gần như không có ý định tông lên một chút nào. Chỉ là lợi thế mà thôi. Nhưng lợi thế các bạn đừng quên là lợi thế đến từ Kelly và Duck, là họ ở dưới. Cho nên họ cần clear ở phía dưới. Ở trên nếu như súng một súng phía dưới thì họ phải súng sớm. Súng muộn thì họ sẽ phải nhảy cửa sổ, nhảy cửa sổ sẽ là một khâu mà cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí là có bị delay nữa. Ba anh bị ở lưng rồi. Ba anh bị ở lưng rồi. Đây là điều khá là bất ngờ. Sẽ làm cho vị trí của ba anh gặp nguy hiểm. Khi mà Kelly đang đứng ở ngay kia. Nguy hiểm với cho ba anh. Thì họ đã bị bắn từ mấy phía lận. Có cả nhảy lên bắn. Có cả trên cửa sổ nữa. Kẹo hết cho mình đạn. Nhưng không hiểu sao thì ba anh phải ôm bụng. Đó là cú bắn từ bên phía tay trái. Akuli vào bo không được kịp nữa rồi. Ôm bụng là điều tất nhiên rồi. 2-4. Phép màu có xảy ra với Kelly và những người bạn. Có thể đấy các bạn ơi. Sao có đầu ở đây? Để ra ngoài. Kelly đang phải 1-2. Có một đồng đội giúp thì không kịp nữa rồi. Bây giờ thì 1-2 từ vị trí của Đắc. Có phép màu có xảy ra không? Khó rồi. Chiến thắng đầu tiên dành cho SK Team, Sĩ Kẹo Team. Rất bất ngờ. Rất bất ngờ, rất thú vị. SK Team và Trẻ Ngày Gaming. Bảo anh Duck, Kelly và Conan. Để được ném rất nhiều. Đây là chiến thuật mà họ đã học từ những team trước. Kẹo có được cho mình súng to rồi, không phải ngại lắm trong cái đó. Thì Kelly và những đồng đội cũng chỉ dùng cho mình những khẩu lục mà thôi. Kelly vừa mất một chút máu. Duck hình như là lộ đầu. Hãy cẩn thận. Conan đang cú đánh vòng cực xa. Tôi thấy Conan đánh vòng cực xa luôn ý. Và anh có cú đánh sau Sĩ Kẹo. Sĩ Kẹo biết điều này chưa? Biết rồi. Và nghe từ bước chân có một cú đầu nhanh từ chính Sĩ Kẹo. Họ có một mạng. Mất một người một lần nữa. Sĩ Kẹo hở lưng. Conan hình như đã nhìn thấy điều đó. Đấy rồi. Đánh sát phải. Sĩ Kẹo hình như cũng đã thấy Conan rồi. Chưa thấy. Là lúc này phải di chuyển vào mà thôi. Đang chờ đợi một cú rút đồ nhanh. Đang chờ đợi một cú gạt từ phía của Conan. Ân thấy rồi, Ân no pro đã thấy được vị trí Conan lộ lưng. Sĩ Kẹo đúng rồi, đang muốn bắt chết Conan thời điểm này. Họ đang muốn bắt chết Conan luôn. Đang đi ăn. Rất bất ngờ.
Rang sẽ phải tìm đường lên trên sớm rồi. Ở dưới chỉ mang lại cái chết. Rang lên kịp. Và dạo qua phố phường, dạo qua thị trường nhanh nhẹn từ vị trí của Conan. Bóng tiếp tục bò vào, tôi nghĩ là khó có cửa cho team Trẻ Ghé Gaming trong round thứ hai này khi họ quá thiếu thốn về mặt kinh tế. Cả tài chính lẫn đồ đạc nữa. Conan chạy ngang qua. Bước di chuyển cực kỳ nhiều từ vị trí của Conan, nhưng Duck nằm xuống. Kelly nằm xuống, người thành viên cuối cùng rồi, có net ở đây rồi, Kelly double kill. Thôi xong, 4-1. Thôi chắc chắn là chết rồi. Tôi nghĩ là rất khó để thắng được tơ này. 2-0 ở round thứ 2 dành cho Sĩ Kẹo Team. Tôi đang cảm thấy cứ team mới thì hình như là họ lại có phong độ tốt hơn team cũ thì phải. Những team mới bắn sau những team mà đã từng bắn 1 hoặc 2 trận. Khác ở các team khác lần này thì có vẻ như team của Sĩ Kẹo không chiếm căn nhà L và công thẳng lên cách trải cực dài. Họ biết rằng chênh lệch về đồ đạc sẽ là lợi thế của họ. Kelly đang có những bước di chuyển lên mái, có đầu liên tục từ vị trí của Sĩ Kẹo, bắn rất tốt từ vị trí của Sĩ Kẹo. Kelly ở đây, Unknown Pro ở bên kia. Kelly đang nhìn được hình đối phương, có những cú bắn từ phía xa. Nhưng Duck đi rồi, Kelly bị ở lưng. Đó là pha hở vai chứ không phải hở lưng. Đấm sang hoặc trên mái cũng có thành viên khác. Và mất hai người. Nàn viên đang chứng tỏ được có nét từng ném sang. Bong keo đặt lên bảo đảm là không dính. Có bong keo. Lúc này thì khả năng cao Conan sẽ gặp nguy hiểm khi hai thành viên đang bám rất sát với nhà L. Không, chỉ có một thôi. Đó là Sĩ Kẹo. Đang bắn luôn rồi. Conan nằm xuống ở cái mái hiên này nhà chị L. Và 3-0 chiến thắng dành cho Sĩ Kẹo Team, SK Team. Ta có thể thấy được là Trẻ Ghé Gaming hiện tại chưa có một mạng nào từ đầu round 1 đến bây giờ. Họ đang có phong độ hơi tệ một chút nhưng không sao cả. Đây cũng sẽ là một bài học rất lớn dành cho trong cái giải đấu này của chúng ta và tiếp tục cho những giải đấu tiếp theo. Có nét được ném sang rất sớm từ vị trí của Cú Sang, cực kỳ nhiều nét bắn từ bên phải, có hai đầu luôn. Bắn quá đi từ vị trí Sĩ Kẹo, quá ghê. Sĩ Kẹo đang có phong độ như trên mây vậy. Nét ném rất nhiều. Nét trúng từ Sĩ Kẹo đang như lên đồng vậy. Ai nhập cũng biết, bắn tốt quá đi. Trời, ông Cú Lý ông vừa ném tức bông keo luôn ạ. Không lên. Khó cho bên phía Kim Cú Lý rồi, bảo anh nằm xuống với chiến thắng rất sớm. Cực kỳ nhanh nhẹn từ vị trí của Sĩ Kẹo Team. Em này có vẻ như nhánh thua của bảng A dứt điểm nhau khá sớm. Họ thể hiện phong độ tốt và team nào cũng đã có những lợi thế nhất định. Quá tuyệt vời.